Ok, mọi người bây giờ Phúc sẽ đi nhận phòng ở. Này, khách sạn là tên gì anh ạ? Khách sạn Suối Mỡ. Khách sạn Suối Mỡ nha, địa chỉ bao nhiêu ạ? Đấy, đây 45 đấy, đúng không? Dạ đây. Đây là cái phòng người. Dạ vâng. Bỏ vào đây. Ok. Thời gian rồi. Wow, đẹp quá anh ơi. Đây là có view không chú ạ? Yes. Ok. Đây là phòng. Đấy, view khá đẹp nha. Phúc vừa đi quay ở bản Bắc Hoa về, là một tập mới. Đây, Suối Mỡ Hotel. Để Phúc coi cái địa chỉ cho mọi người coi nhé. Hotline Lễ Tân Nội Quy Khách Sạn. Ok. Để chưa nào. Đây. Rồi, coi cái phòng coi. Ok. Rồi. Có một cái đồ. Còn ở trong tủ lạnh. Dạ. Chú sang đây tí. Bên nào ạ? Đây, sang đây. Đây là một cái phòng nữa, có 4 giường to đùng luôn. Nói chung mọi người tới Lục Nam, Bắc Giang để ở khách sạn Suối Mỡ. Ở địa chỉ đó là khách sạn Suối Mỡ. Địa chỉ bao nhiêu anh? Cứ đánh giá. Cứ đánh giá khách sạn Suối Mỡ. Rất là đẹp luôn. Đẹp luôn nè. Trời ơi, xịn sò chứ. Quá đẹp. Anh ơi, cái này phải 4 sao chứ 3 sao là em thấy hơi phí. 4 sao đi anh. Đây là chú đề nghị. Rất là đẹp luôn. Và cái hành lang mọi người đi, cái thang máy rất là đẹp. Hành lang rất rộng đây này. Gạch ảnh ốp này. Đẹp chưa? Đèn thoáng mát, thoáng mát đẹp. Này nhá. Cấm hút thuốc, không được hút thuốc. Sẵn báo cháy, bình chữa cháy đầy đủ. Phòng cháy chữa cháy quy định. Đàng hoàng đảm bảo an toàn. Đây tầng 4. Thang, cầu thang bộ đi rất là đẹp luôn. Có là xây từ năm 2017 thì chính thức đi vào hoạt động là năm mấy anh ơi? 19, nhưng mà vì 2 năm dịch là ngưng. Các bạn coi view đẹp toàn bộ Lục Nam của Bắc Giang. Bây giờ về đêm thôi nhưng sáng sớm sẽ rất là đẹp. Đó. Xịn luôn. Phúc đi quay về mặt cháy, bị cháy nắng rồi, bơ phờ. Có cái hướng dẫn phòng này. 402, 401 sẽ bên này, từ 405, 404, 403, 406, 708 ở phía bên này. Đẹp chưa? Quá đẹp anh Thu ơi. Đẹp lắm. Đẹp. Wi-Fi là ok không? Có Wi-Fi đầy đủ mà. Wi-Fi tầng nào không thiếu. Thôi chúc anh Dũng với anh Đô là hạnh phúc với hai này em. Ok mọi người, bây giờ Phúc em đang review phòng em. Bây giờ Phúc sẽ review tiếp cái phòng 405 của Phúc, khá là đẹp luôn. Đấy. Bên đây còn một phòng 406, phòng VIP này. Ở đây là những cái phòng VIP. 406, 405. Đó, ít phòng thôi. Mọi người, Phúc sẽ quay tiếp cái phòng của Phúc. Đang là đây, coi tủ lạnh có cái gì nhé. Tiếp tục nào. Ok, tủ lạnh không có gì hết. Mọi người có thể bỏ thức uống và mọi người mua bên ngoài vào ấy. À, trong này có máy sấy này. Sẽ tóc Phúc thích, sẽ tóc và một cái máy để đun nước sôi mình ăn mì gói. Rất là cần các cái phòng cổ mới, tại vì mới mà mới vào hoạt động nhưng mà 2 năm là dịch rồi. Ok, tóm lại chúc mọi người thật nhiều niềm vui khi đến với Lục Nam Bắc Giang nhé. Có điện thoại, số điện thoại đây. Rồi bây giờ Phúc sẽ đi tắm và nghỉ, mai có gì sẽ quay tiếp cho mọi người. Tập này tập mới luôn, mang fan bật đèn lên. Ok, bye mọi người nhé. Shine.